Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel Nhạc Cụ Minh Phụng. Mình là Trung Tính đến từ công ty Nhạc Cụ Minh Phụng. Hôm nay mình xin giới thiệu một chức năng mới đến từ cây đàn Cosmin K250 này mà nhiều bạn cũng đang hỏi mình. Đó chính là làm sao đưa nhạc MP3 cũng như là phát nhạc YouTube vào trên cây đàn Cosmin K250 này. Thì trước khi đi vào chi tiết hướng dẫn như thế nào thì mời các bạn xem một đoạn demo mình đánh thử nha. Chào các bạn, và sau đây mình xin đi vào chi tiết hướng dẫn làm thế nào để kết nối nhạc vào cây đàn Cosmin K250 này nhé. Thì điều cần chuẩn bị đó chính là các bạn chuẩn bị cho mình một cái dây 3.5 ly, hai đầu 3.5 ly. Dây này có thể kết nối được với điện thoại cũng như là laptop, các bạn có thể mua ở ngoài. Và tiếp theo đó là một cái đầu chuyển từ 3 ly sang là 6 ly. Đây, cái đầu nó như thế này. Và các bạn một đầu thì kết nối vào máy tính, hoặc là các bạn nào có điện thoại thì cũng có thể kết nối vào điện thoại cũng được. Các bạn cắm vào đây, cắm vào laptop. Rồi, một đầu còn lại mình cắm vào cái cổng output in ở trên cây đàn Cosmin K250 nha. Đây, mình cắm vào. Thì các bạn lựa chọn một cái bài nhạc mà các bạn thích. Các bạn bấm karaoke hoặc là bấm beat tùy chọn các bạn. Thì mình ở đây mình chọn karaoke để mình chơi cái đoạn solo. Đây, các bạn có thể điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ trên laptop cũng như là điện thoại của các bạn nha. Các bạn đã thấy rồi ha. Vừa rồi mình đã thực hiện thao tác kết nối nhạc với cái đàn Cosmin K250. Thì các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới, thì mình sẽ làm những video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn. Nếu video có hay hoặc bổ ích, các bạn hãy cho mình nút like cũng như là subscribe, đăng ký kênh để nhận những cái video hướng dẫn tiếp theo từ Nhạc Cụ Minh Phụng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.